Dạ vâng, xin chào anh chị cô chú nhà đầu tư. Hiện tại Thịnh đang đứng trên một công viên mini tại thành phố Nha Trang. Và đây cụ thể là thuộc phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Và khu vực này là khu vực khu đô thị Bách Vĩnh Hải nha. Đó, và ở đây thì mọi người thấy là không gian cây cối cũng như là cái sự sạch sẽ của nó đúng không ạ? Và ở đây thì Thịnh thấy là có rất là nhiều những cái lợi thế để cho cô chú anh chị có thể là thể dục thể thao, hoặc ra trò chuyện cùng bạn bè hoặc là hàng xóm của mình. Đặc biệt nữa thì nếu mà mình có con cái thì có thể là có cái không gian để cho con cái mình ra đây chơi với bạn bè, hoặc là cũng là thể dục thể thao luôn, để nó vui chơi đúng không? Và bây giờ Thịnh sẽ review và giới thiệu cho mọi người một lô đất nằm gần ngay vị trí công viên này, và sổ hồng riêng rồi, toàn bộ đất ở đô thị cực kỳ chuẩn chỉnh luôn, với bờ ngang 5m, chiều sâu là 19m nha. Rồi đi theo Thịnh nha. Khu này được một cái hay mọi người, tất cả những con đường đây đều đường thông, đều đường ô tô, và đặc biệt nữa là mình được xây dựng tự do theo ý của mình. Đấy, mọi người để ý này, khu này họ xây dựng là có căn thì nhà cấp 4, có căn thì nhà một lầu, có căn thì ba lầu đó, và có thể là xây biệt thự luôn, hoặc là xây tối đa, nói chung là tối đa 5 lầu nha. Đó, tại vì ở đây nói chung là sổ riêng hết rồi, đặc biệt là gần biển nha. Mình ra biển một cây số, còn mình ra đi chợ rất gần, đi chợ tầm khoảng vài trăm mét thôi. Và đi học thì trường cấp, trường mẫu giáo, trường mầm non này, trường cấp mẫu giáo đúng không ạ, trường cấp 1, cấp 2, thậm chí là trường cao đẳng đại học cũng gần là luôn, trong bán kính 500m đầy đủ hết. Và ra bến xe cũng tầm khoảng 400m, tí nữa Thịnh chạy xe ra tới bến xe cho mọi người tham khảo nha. Và ra biển là một cây số thôi, rất là gần. Thì rất mình đây mọi người, nằm trên hiện trạng đường này là đường 5m. Đó, khu này thì gần ngay bên tay phải đây là khu chung cư nè mọi người. Khu chung cư cao tầng cho nên lượng dân cư rất đông, cho nên là tiện ích không thiếu một cái gì cả. Đó, đây hiện trạng đất mọi người. Hiện trạng đất của mình á thì giáp danh nhà hàng xóm này. Mình kéo dài bên này đúng 5m nha. Đúng 5m, chiều sâu là 19m, giáp vào tường nhà phía sau đây. Đó, họ xây thô và đang đỡ trống tại khu đô thị mọi người. Và cái thứ hai nữa là hướng thì hướng này sẽ là hướng hướng bắc nha, hướng bắc, và hai khung đường đều thông đúng không? Tiếp theo là cái giá họ đang muốn chào bán mọi người, thì cái giá họ đang bán là 3,5 tỷ của thương lượng nha. Họ đang chào bán là 3,5 tỷ, và giá này có thương lượng mà Thịnh sẽ hỗ trợ mọi người về vấn đề đàm phán thêm giá cũng như hỗ trợ pháp lý cho mọi người nha. Rồi, bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào xem chi tiết, mọi người xem toàn cảnh flycam nha. Đó, để mọi người nắm được tổng quan khu vực này, và đừng quên cho Thịnh một like mọi người, nhấn like để ủng hộ Thịnh để Thịnh liên tục đi tìm sản phẩm mới, review chi tiết cho mọi người. Đó, và cuối video Thịnh sẽ tổng kết điểm mạnh và điểm yếu cho mọi người tham khảo nha. Nhớ xem hết clip để nắm được cụ thể. Đó, sau đó Thịnh chọn, tại vì Thịnh sẽ quay cả là sổ hồng, cả định vị, cả đường đi, cho nên mọi người xem hết để nắm được cách chi tiết đến tổng quan nha. Rồi, chúng ta vào xem flycam thôi. Dạ vâng, và đây chính là sổ hồng của lô đất nha mọi người. Lô đất của mình thuộc thửa đất là số 401 và tờ bản đồ là số 58, và địa chỉ là lô số 132 khu D thuộc khu dân cư Bách Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và diện tích nó là 95m², và hình thức sử dụng là sử dụng riêng, và đất ở đây đất ở đô thị và sử dụng lâu dài nha. Và pháp lý thì cực kỳ chuẩn chỉnh mọi người. Thật ra là cái người này họ vừa mới mua thôi, mọi người thấy là vừa mới mua, nhưng bây giờ tại vì nó gọi là họ đổi mục đích cho nên họ không dùng nữa, thằng bán nha mọi người. Đó, thì sổ này sổ hồng riêng mua bán chuyển nhượng rất là dễ dàng. Đây, chứng minh là người ta đã vừa chuyển nhượng này. Đó, và ra sổ mới đàng hoàng. Và cái đường thì nó ghi rõ là đường hiện trạng là rộng 5m này. Và cái kích thước nó cực kỳ vuông vắn. Đó, ngang 5, trước sau 5 hết, và chiều sau sẽ là 19m. Cho nên nó vẹn, gọi là trọn vẹn là 95m² luôn. Rất là đẹp đúng không ạ? Và hướng của lô đất này sẽ là hướng bắc nha. Hướng sẽ là hướng bắc. Đó. Sổ hồng này chuẩn chỉnh rồi, sổ mới mua bán chuyển nhượng, cho nên là về pháp lý là cực kỳ chuẩn nha. Đó, đường hiện trạng thì đường 5m đây. Đó, khu dân cư cực kỳ đông đúng không? Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta cùng xem cái định vị nha. Dạ vâng, và đây chính là vị trí tọa độ của lô đất nha mọi người. Thì ta Thịnh đang dùng là chức năng đo khoảng cách của Google Maps này. Thì từ vị trí lô đất này mình gần ngay công viên thì gần ngay bên rồi. Đây, tụi các bé đang chơi cầu lông đây. Các cô chú thì hay đi dạo bộ khu này. Đó. Và tiếp theo nữa là mình ra tới mà đường chính này. Ra đường chính thì tầm khoảng 140m, tức là đi bộ đường thẳng ra đây. Thông qua đường nhựa nha mọi người. Đường này cũng thông qua đường nhựa luôn. Bên này cũng thông qua đường nhựa. Bên này là khu đông rồi, khu chung cư rồi.
Đó, đường bên này cũng thông luôn, tất cả những cung đường này đều thông hết. Đó, ở đây thì dân sống ổn định rồi. Sổ Hồng từ Sổ Hồng thì chuẩn chỉnh xây dựng thì tự do, mọi người thấy không? Họ xây dựng là 2 tầng, 3 tầng hay là gì đó tùy mình. Đó, tối đa 5 tầng nha mọi người. Tối đa 5 tầng, mọi người nhìn qua căn phía trước của căn nhà nghỉ 5 tầng này. Đó thì tối đa khu này là được 5 tầng. Đó. Và từ vị trí này mình ra tới mặt đường này chính là trường cao đẳng du lịch luôn. Đó thì tầm khoảng 150 mét đúng không? Mình ra bến xe thì nếu mà ra tới bến xe thì tầm khoảng là 550 mét. Còn mà đi chợ ra tới chợ lớn nhất, khu này chợ nhiều lắm, tại vì khu chung cư sát bên đây sẽ có chợ luôn. Nhưng mà đi chợ lớn nhất là chợ Vĩnh Hải á, thì mình đi tầm khoảng đâu đó xem nào. Chợ Vĩnh Hải đây, cái chợ lớn này thì sẽ tầm khoảng là 900 mét. Còn nếu mình ra biển nha mọi người, Thịnh zoom cái màn hình lại này. Đây từ vị trí mà Thịnh đang đứng đây nha. Đây, từ vị trí đến Thịnh đứng đây, mình chạy ra biển luôn. Chạy ra biển, thẳng ra biển luôn thì sẽ tầm khoảng là một cây số là ra biển. Đó, tại khu này là đường thông hết, đường ô tô hết và khu vực dân cư hiện hữu thì tiện ích không thiếu gì cả. Trường trường tiểu học này. Ở đây trường cao đẳng, còn ngay bên cạnh mình đây sẽ là trường bên cạnh này sẽ là trường trung học cơ sở Lý Thái Tổ nè mọi người. Đó. Trường trung học cơ sở Lý Thái Tổ thì tầm khoảng là 210 m, còn chỗ này là trường mầm non nè mọi người. Trường mầm non chỗ này. Trường mầm non chỗ này thì tầm khoảng là 290 m. Đó. Nói chung là khu này là cực kỳ gần các trường học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, gần bến xe, gần biển. Đi chợ thì thuận tiện, đặc biệt là gần công viên này là cái khu mà mình có thể là đi bộ đi dạo đúng không ạ? Đó, để thể dục thể thao hoặc ra đây chơi thể thao hoặc là trò chuyện cùng với những người xung quanh mình. Đó, hay con cái của mình, con cháu mình thì có thể ra đây để mà vui chơi đúng không? Đó, rất là hay. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau chạy xe một vòng từ vị trí đất nha mọi người. Từ lô đất Thịnh sẽ chạy xe một vòng ra tới ra đường 24 đi cho người tham khảo, tại vì Thịnh ra biển rất là nhiều rồi. Đầu này Thịnh chạy ra biển nhiều rồi. Bây giờ Thịnh sẽ chạy ra bến xe, chạy ngược lên hướng bến xe và đường 24 nha. Chạy thẳng ở đây. Đó, thẳng ở đây để mà ra lại chỗ trường cao đẳng rồi thẳng lên lại bến xe. Đó, tại vì thường là Thịnh chạy ra đó chạy xuống biển nhiều rồi, mà ra biển tầm khoảng một cây số thôi thì đi tầm khoảng là 2 phút xe máy, còn đi bộ tầm khoảng là 10 phút nha là ra tới biển. Rồi chúng ta cùng nhau chạy xe nha. Dạ vâng, và từ vị trí đồ đất nha mọi người, Thịnh sẽ đi nha, di chuyển nha, tại vì ở đây là đất này bằng phẳng, mọi người yên tâm vì đây là khu đô thị, đất rất là sạch luôn, và khu thị này là một trong những khu thị đầu tiên ở Nha Trang cực kỳ chuẩn chỉnh, sạch sẽ và sổ Hồng riêng rồi, tức là pháp lý cực kỳ chuẩn chỉnh rồi. Ở các khu thị khác thường sẽ ép tiến độ xây dựng thì mới có sổ đúng không ạ? Và đặc biệt nữa là nhiều khi là phải xây theo cái kết cấu chung của khu đô thị. Nhưng mà ở đây thì mình được xây dựng dường như là tự do nha. Đó thì do lâu năm chủ nhà họ không có dùng tới cho nên là nó mới có những cây cổ này. Thì xử lý rất là đơn giản đúng không ạ? Rồi chúng ta cùng nhau di chuyển nha. Đó, để mọi người nắm chi tiết thì Thịnh sẽ chạy một vòng cho mọi người tham quan. Đó là khu này mọi người thấy là rất là nhiều kiểu cách xây dựng đúng không ạ? Xây dựng tự do. Đó. Rồi anh, mình chạy xe nha. Tất cả con đường đều thông mọi người, nhưng mà Thịnh chạy đường này. Thịnh muốn đổi hướng một chút, tại vì ngày nào cũng chạy ra biển cũng chán, cho nên Thịnh muốn chạy ngược lại một chút. Tất cả đều thông hết nha. Khu này đa phần là quân đội mọi người. Các sĩ quan quân đội ở rất là đông. Tại vì chỗ này nó gần trường sĩ quan thông tin, cho nên rất là đông. Và vì là khu đô thị là quy hoạch dường như là tất cả đường đều thông nhau hết. Nó như ô bàn cờ đấy. Đó, mình đi thẳng ra đường này sẽ là khu vực trường cao đẳng du lịch đây. Hầu hết tất cả các bạn sinh viên hoặc là hướng dẫn viên du lịch đều nằm ở đây. Và đi thẳng một đường thẳng này nha. Hướng này còn ngay các tòa nhà cao tầng đó chính là mặt biển của Nha Trang. Đó, nhưng mà thay vì đi ra biển như thường là mình sẽ đi ngược lại nha. Đó, đi ngược lại đó ra bến xe và ra đường 24 cho mọi người tham khảo. Tại vì mọi người biết sao, cũng sẵn tiện Thịnh đang đi dẫn khách luôn. Thịnh đang dẫn khách đi xem cái nhà 3950 mà Thịnh quay hôm kia đó. Một cái nhà 100 m vuông 3950 thì nó nằm trên khu đô thị An Thịnh. Còn Thịnh đang quay đô đất này là thuộc khu đô thị Bắc Vĩnh Hải. Ờ, tại vì sao khu đô thị là Bắc Vĩnh Hải nhưng mà tên nó là tên Vĩnh Hòa, Vinh thuộc phường Vĩnh Hòa. Tại bản chất ngày xưa cái phường Vĩnh Hòa với phường Vĩnh Hải là một nha mọi người. Sau này nó tách ra làm đôi. Thì ra đường này thì họ kinh doanh buôn bán rất là nhiều rồi, không thiếu một cái tiện ích gì cả. Mình ăn uống hàng ngày hay là những sinh hoạt hàng ngày, những dụng cụ hàng ngày mình đều mua được ở đây. Đó. Đi dạo bộ đây là mình có thể là mua bán ăn uống thoải mái rồi. Đường này đường nhựa 20 mét, mang tên là đường Điện Biên Phủ nha. Đó thì ra đây là chính là ngã tư, trước mặt mình đây là ngã tư này là đường 2 tháng 4. Và bên này là bến xe đây, bến xe này là bến xe phía Bắc nha. Đó, rồi đến 2 tháng 4 thì mình rẽ trái rào sẽ là vào lại trung tâm thành phố. Còn mình rẽ phải sẽ về lại Ninh Hòa mọi người. Đó, khu đô thị Bắc Vinh Phong á, ngoài Ninh Hòa đấy. Rồi, chắc là những thông tin Thịnh cung cấp cho mọi người cũng đầy đủ rồi. Với giá bán là 3,5 tỷ cho lô đất 95 m2 này. Thì mọi người thấy sao nha, cứ để lại quan điểm mọi người. Thịnh thấy là
ngang 5m vuông vắn như vậy và sổ riêng cũng là khá ok. Nếu mà cô chú anh chị muốn xây, muốn tự xây một căn nhà theo ý của mình đúng không ạ? Tự thiết kế, tự xây theo ý mình, được xây tự do để mà đi bộ ra biển và khu dân cư đông đúc không thiếu tiện ích gì cả, để mình có thể là đi chợ hoặc là có thể là cho con cháu đi học cũng tiện và gần công viên cũng độc lợi thế. Đó, một cái lợi thế cho cái vấn đề mình sinh hoạt hàng ngày đúng không ạ? Thể dục thể thao hay là trò chuyện kết bạn. Rồi, chắc là Thịnh xin phép là dừng video đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành và hy vọng những thông tin này có ích cho mọi người. Đừng quên ủng hộ Thịnh một cách bằng cách là nhấn một like mọi người và đăng ký kênh nếu mà chưa đăng ký kênh để theo dõi những video khác của Thịnh. Rồi, Thịnh xin phép là bấm dừng video ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ để lại quan điểm nha mọi người, quan điểm về video này. Về sản phẩm này. Đây. Thịnh đang dẫn khách đi xem cái căn 3950 cũng gần công viên này. Đó. Thịnh quay rồi, mọi người xem trên kênh Thịnh nha. Đó, công viên này thì cũng giống giống như công viên kia thôi. Rồi, Thịnh xin phép bấm dừng nha mọi người. Căn này buổi trước Thịnh quay rồi, mọi người xem trên kênh Thịnh nha. Một trệt một lầu. Đó. Đó. Chiều lại là họ hay ra thể dục thể thao rất là vui. Khu này cũng gần chung cư này, tại vì mỗi khu đô thị thế này nó sẽ có bắt buộc phải có một công viên, đó là cái gọi là cái bắt buộc cho người điều khoản. Rồi, Thịnh xin phép bấm dừng nha.